chị ta. Rồi, sáng nay mà Thuận Vinh xem cái lăng ngay của An Ninh Phạm thì Thuận Vinh thấy cảm. Dạ. Chắc là anh chị là một người như anh Alan Phạm. Nói chung anh Alan Phạm là một cái người mà sống ở hải ngoại, anh ta lại mình cũng có trò chuyện với anh nhiều. Anh hay, anh cũng hay inbox là lại mình lắm. Anh hỏi lại mình làm sao mà về Việt Nam mà nhập lại quốc tịch vậy đó. Chỉ dẫn anh thấy anh có cái tâm tình cũng hướng về quê hương lắm, hướng về với người cội và tổ quốc. Phải nói là hôm qua thì anh về Đà Nẵng, nghe anh về như vậy đó lại mình rất là ngạc nhiên. Lại bởi quê nội của Lê Minh thì ở Đà Nẵng, vùng cách trong cái vùng cách mạng Điện Bàn á, thì nói chung thì Đà Nẵng là một cái thành phố mà được ông bí thư thành ủy Nguyễn Thành ông làm lên một thành phố phải nói là tuyệt vời. Phải nói là nhờ cái công ơn của ông đó, ông Nguyễn Bá Thanh là một người phải nói rất là tuyệt vời. Khi mà tôi về Đà Nẵng ngày hồi xưa đó, nó không có được như bây giờ đâu. Anh chị các bạn biết những đứa cháu của tôi nó về đó, nó còn nói mà nó nói ngày xưa các bạn biết nhờ ông Nguyễn Bá Thanh lên đó, đời sống của người dân Đà Nẵng họ khá lên và họ về an ninh trật tự cũng tốt hơn nữa. Ông là một cái người bí thư thành ủy, phải nói là khi mà ông chết các bạn biết người dân Đà Nẵng người ta phải nói là khóc thương nhớ về ông. Mấy đứa cháu tôi đã kể, nó nói tôi biết ngày xưa là đời sống công ăn việc làm xã hội vấn nạn rồi rất là nhiều, mà khi ông lên là ông những cái đứa nào mà nó nghịch ngõm mà nó băng đảng rồi đó là ông giáo dục tụi nó, ông chỉ dẫn, ông giúp đỡ, ông mở những cái trung tâm từ thiện rồi đó, ông dạy. Các bạn biết cái ở Đà Nẵng, ở Việt Nam mình chỉ duy nhất chỉ có cái bệnh viện cho người nghèo là ở Đà Nẵng thôi. Các bạn biết thành quả của ông Nguyễn Bá Thanh ông làm tới nỗi mà cái người xe ôm ở Đà Nẵng người ta còn ý thức được về vấn đề mà đồng. Anh chị các bạn biết họ đi lúc nào trên chiếc xe họ cũng có cái bịch ni lông gớt những rác họ cũng lượm họ bỏ vô bịch ni lông. Tôi về đây cái con đường Bạch Đằng mà anh Thắng nói chiều á đẹp lắm, người ta đi bộ chiều xuống á, người ta đi bộ hả quán xá rồi vui lắm. Rồi tôi về mỗi lúc trước tôi hay về á, tôi về đó đi tâm mộ á. Các bạn mà muốn biết cái quê hương mà cái vua cha của mình mà ngày xưa mà lập cái miền Nam gì đó, các bạn nên về miền Trung, nhất là Đà Nẵng đi thăm một vòng xong rồi ra Huế, các bạn sẽ thấy những thành quả của những vua cha ngày xưa và những người sau này. Mà nói về Đà Nẵng là phải nói thật là khâm phục ông Nguyễn Bá Thanh là một cái thành quỷ, phải nói là hơi bị dữ dằn. Ông là một người đã làm lên cho cái Đà Nẵng là một thành phố đáng sống như hôm nay. Tôi về đó thường xuyên mà lúc trước tại vì tôi đâu có like bây giờ nên là tôi có kể về Đà Nẵng. Mấy đứa cháu tôi cũng nói sao chú không về mua đất ở Đà Nẵng. Tại có cái là tôi thích ở Bảo Lộc là tại vì con tôi nó về đó, cái khí hậu đó nó phù hợp lắm. Nó về là tôi đưa nó đi ở trên đó đó, là ở cả tầng vậy đó. Làm cho nó quen cái thổ nhưỡng, cái khí hậu trên đó nó giống như ở Arizona vậy đó. Nó mát mát, nó không có nóng lắm. Mình ở đó rồi xong rồi nó đi chơi, bắt đầu nó đi chơi nó hòa nhập với lại khí hậu đó. Rồi cái cuộc sống đó, nó không có bị bệnh, không đứa nào về mà nó bị bệnh, nó lăn lùng ra nó ói mửa hay đau bụng, nó cũng đi ăn uống tự tập tụi nó sống ở Việt Nam. Giờ tôi thích, nhưng mà ở đó thì đi xuống Đà Nẵng đâu xa đâu, tôi lái xe tôi đi cùng rồi đó. Tôi xuống nói chung thì nói về Đà Nẵng, anh Alan Phạm anh về đó mà anh Thắng chở thì tôi hiểu được cái tâm trạng của anh khi trở về với quê hương, nhìn thấy đất nước đổi mới và phát triển, nhất là anh về Đà Nẵng, về lại cái quê hương tôi nói mà tôi nổi da người rồi, về lại cái quê hương mà ngày nào mình ra đi mà còn nghèo khổ, nó rất là phải nói là dân Đà Nẵng là các bạn biết cái dân gọi là chó ăn đá gà, cái dân Đà Nẵng, cái dân ruộng đất mà khô cả sỏi đá. Lục quanh năm các bạn biết mà, dân Đà Nẵng mà nói mà sống mà để chống lục đó là đối với họ là thiên tai đó. Không nói về thiên tai là họ hơi bị giỏi luôn. Ba tuổi mà mỗi lần mà ông về Đà Nẵng
ông mua mấy cái đồ ăn mà của những người dân mà Đà Nẵng mà họ họ sống để đặt mà họ ăn mà rồi cầm hơi để chống lụt đó. Các bạn biết cơm không, cái loại cơm mà của người Đà Nẵng mà để chống lụt họ ăn, họ ép rồi sao mà ngắt mà nó khô, họ để lâu cỡ nào ăn để lâu không hư, mà ngồi đó cứ nhai để đang ăn uống nước nó nở ra mà không bị đói. Các bạn biết ngày tôi còn nhớ về trong cái xã Điện Bàn đó, tôi hồi lúc tôi mới về lần đầu là đầu tiên các bạn biết về xã Điện Bàn đó, những cái khẩu hiệu hào hùng ngày nào của cha anh của mình mà khởi nghĩa rồi, nhà nào cũng để cái khẩu hiệu được, hay lắm rồi, đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi những cái khẩu không phải rồi hoành tráng khá không sạch đấy là cái cơm nóng rất sạch mà không hư được bên trong nữa, ví dụ mình ăn thì mình chỉ gọt gọt đúng ý mà phần bên ngoài thôi. Cái tuổi Hà Du chưa biết cái cơm nắm đấy. À nó đúng rồi, tôi không biết, tôi gọi là cái cốm là được ba tôi đưa cái này nghĩ chưa. Cơm nắm chậm. Ông về không? Có làm sao mà nó khô, ép lại nó khô mà nó cứng. Cứng lắm để đặng mà mình ăn, mình chỉ cắt mình hay là mình gọt cơm miếng mình ăn rồi nó nở ra. Làm thấy đó. Các bạn vào trong ngày xưa mà đi bàn đó, ba tôi nói đi vô thì không cửa đi ra, mà đi ra rồi là không đi vô. Bạn biết được có nghĩa là vô cùng cách mạng mà. Chỉ có một đường đi thôi, một đường đi ra thì đi luôn, mà đi vô thì phải đi ở trong đó luôn, mà đi chở vô là không đi vô được. Còn anh chỉ có bạn nói đến cái thằng quý ấy Aqui này làm gì cho mệt cái chạm kể cái thằng này lúc nhất rồi tưởng đâu nó còn có cái thiện chí giống như là cái thiện chí giống như chờ là trở về chiêu hương, nó đâm được đi gạo nó thật. Sao lại thấy thì gọi mà người này nó gọi có rồi, tức là nó ác quy gì tôi nói này mình nó có âm mưu của nó quá dở, thực tế cái đầu nó tốt đúng rồi vâng. Tại vì cái đạo lý của nó vừa rồi tôi thấy tưởng nó bà mẹ tưởng nó hôm nay là thứ dữ ai về bởi nó nói anh chị các bạn mấy thằng mà bao que mà ô hợp à, thằng nào như nãy à, nó đi chống đầu đó cũng mà tưởng đâu là biết ở Mỹ tưởng đâu là nói là mình ở Mỹ bao nhiêu năm rồi, kêu ở Mỹ bao nhiêu năm, bao năm kể mày. Hồi lúc trước tôi còn thấy nó như có cái thiện chí, mình còn nể nó anh kêu EQ đồ này kia, Aqui đồ này kia. Thấy hơi đau mà các bạn, mà có cái thằng này, tôi mất ban cửa cả đời của nó, bởi vì cái ốc của nó bị vậy. Bởi vì tôi nói với các bạn, mấy người bao que hả, tôi gặp tôi đó, là tôi chỉ bữa trên đầu nó bữa xuống rồi, không có cái kêu nó trở về. Làm gì bây giờ cái đất nước của mình đã mở cửa rồi đó, những người mà người ta có thiện chí người ta về là người ta quỳ xuống người ta lại người ta đốt ba nén hương người ta đã tội. Các bạn nhìn thấy ông Nguyễn Ngọc Lâm đi đó, những tay mà người ta chống cộng mà khét tiếng đó. Các bạn nhìn thấy ông giáo sư Trần Khê, tiến sĩ giáo sư Trần Khê đó, những tay mà gọi là thứ dữ đó, như là ông Phạm Duy đó, mà tới người ta quay trở về người ta phải mà quỳ xuống mà tạ tội hồn thiên xong. Các bạn khơi đâu còn cái thằng mắc dịch Aqui, các bạn đầu tư nó chi. Khi tôi ngồi tôi thấy các bạn lên như Aqui khí cái bốt nó thắt cái kệ đó, nó bây giờ nó gọi nó làm gì kệ. Mấy thằng này cái bữa giờ đậu bữa xuống xạo nó cũng đi về nó biết Việt Nam mình phạm gì đổi mới, nhưng mà nó cái âm mưu của tụi nó là nó quậy, nó phá, nó đâm, nó trộm, nó muốn đất nước của mình nó phải tan nát ra. Nhưng mà nó quan tưởng thôi, ở đâu mà anh chị các bạn đầu tư khi tôi ngồi tôi thấy. Bởi vì khi tôi lên trên này là mấy thằng mà bao que xỏ lá chỉ bữa tôi bữa từ trên tôi bữa nó là hồi là nó cái này tôi mắc cười. Tôi chiến đấu với thằng này, tôi nói là gần 20 năm nay tôi biết tôi nói mà có bao giờ mà tôi nhượng bước tôi nói đâu, ở ngoài đời mà tôi còn không nhượng bước tôi nói chơi với nó còn chơi hỏi các bạn toàn là một cái lũ ô hợp luôn, nó xảo trá xảo hô, nó biệt bợ thơm đấu lý, nó tưởng đâu là nó cũng hướng dữ không có có nghe Bình Dương quảng cáo nó làm ít nó tùm lum ít mà nổi cha nó ít cái gì mà ít. Tôi nói anh chị các bạn ở Mỹ này làm cái mà trong cái công ty thì mà một cái hãng xưởng của Mỹ các bạn biết một cái project là một cái đề án nào mà làm mà ngồi đó nếu mà làm bên những cái technology, những cái khoa học kỹ thuật tự như là nó là ít rồi đó, là các bạn biết phải
đâu phải phải đâm đầu đâm cổ mà làm chứ, làm nó phải phấn đấu nó sức ép dữ lắm chứ, đâu phải mà cứ ngồi bữa họ nghe nó đang hợp rồi phải bỏ xuống đi đặng mà nói chuyện lợi minh đồ tào lao mới mà làm. Đọc câu này của anh Cầm tào lao anh Cầm đó anh ô ẻ tào lao ô á tào lao phải tào lao tào lao ở trên mạng này nói với anh Bằng anh gì mà bạn tôi ở Mỹ tôi quét mà tôi làm cho hàng Mỹ tôi biết tôi làm cho tôi hàng Mỹ mười mấy năm trời tôi biết mà tôi hiểu được cái phương thức làm việc của người ta làm cho hãng Hoa Quell á các bạn biết làm bên bộ quốc phòng đồ phải xin lỗi nó làm bên đồ mà đồ học các bạn biết làm có công quyền như thế nào tôi hiểu mà bởi vì tụi nó không qua mặt tôi được tôi, nó ghét tôi lên vậy thôi đâu mà anh chị các bạn lên đầu tư nó gì mà anh chị bây giờ các bạn chia sẻ bây giờ nói với anh Alan Phạm các bạn phải nói là tôi cảm động thấy anh đi về vậy đó tình hình thấy thương dễ sợ lắm anh trải qua những cái mà cảnh đồ ở ngoài Đà Nẵng anh Bằng nhìn thấy làm tôi nhớ anh tôi nhìn ra tôi nhận diện ra chạy mình cũng cảm thấy giống mình hồn mình đang bay theo và đang đi theo anh vậy đó mình tại vì tôi cũng khao khát trở về với quê hương sau những năm tháng ở quê hương mà tôi hiểu được hồi lúc mới đầu á tưởng đâu anh A là thảo anh là ba que anh có kết bạn anh đã chạy kết bạn anh đến blog cái blog anh tại anh thấy cái vụ mà tôi đấu đá với mấy thằng ba que đó cái vụ blog anh cái sau này thấy anh lên nói chuyện cho mình Bằng tôi thấy nghĩa thấy anh thấy dễ thương từ cái sau này anh tôi quên thả blog ra kết bạn với anh nói chuyện được anh nói là anh nói Lệ Minh ơi sao Alan Phạm không nói chuyện được với Lệ Minh inbox nó ô chết cha nó chắc là Lệ Minh quên hết anh vô đâu có nói mình block không đâu tại vì mấy ông nào mà ở bên bên Mỹ mà kết bạn lại mình thằng lắm khi sợ mấy ông mà cài gài mình đường đi bước mình làm gì đó có cái tên anh coi kể bố cái bố gì nó xạo mà nó hơi đâu kể nó ngồi nó thắc chắn làm nó ghét cái thứ mà nó hỏi với nó gọi Ngọc Hiếu, nó gọi anh Bằng, nó gọi tôi biết hết trơn à. Có người báo tôi biết. Nó gọi người này, người kia, nó nói xấu lại bên đó, nó nói xấu lắm. Mà đi chiến đấu mà đi là đi chiến đấu ở trên cái mạng không gian mạng này mà phải đi cái kiểu mà vận động theo kiểu đằng sau như vậy thì nó hiền. Còn chơi đóng đi, cầm máy cầm con lên chơi. Thôi Á Quy bây giờ về rồi chứ mà viết kiểu đắng rồi. Bởi thằng lên mạng mà tới nói mà cái mặt không còn dám đưa ra cái mặt mà còn dám chứng tỏ là thằng này nó về Việt Nam hơi bị nhiều. Tôi nói thật với anh chị không? Mấy đứa mà nó giấu mặt trên này là những cái thằng mà đóng chống cộng mà thứ giữ với nó là nó giấu mặt là tôi bảo đảm anh chị các bạn nó đi về nhiều. Tại vì nó sợ khi mà đưa mặt ra nó sợ đi về cái hải quan chụp nó. Tôi nói anh đừng biết này. Vừa rồi tôi mới nghĩ ra, tôi bảo là hiện nay tức là 95% số kiều bào của mình bên nước ngoài là có cái cờ tổ quốc ở trong nhà. Anh biết ở đâu không? Đó là quân visa, đúng không? Có visa thì đấy các bạn thấy không? 95% nó cứ bảo ghét cái cộng sản, nó ghét nó ghét kia, nhưng mà cuối cùng có để cờ tổ quốc trong nhà đấy. Đúng rồi. Nói với Bằng tại sao anh chị các bạn mà tôi biết mấy cái tụi ba que này nó rành rõ tại vì tôi đi về tôi ngồi trên máy bay có nhiều thằng nó chống cộng ở bên tôi biết nó kế bên cái bang của Dương Hà nó trên cái diễn đàn mạng khác tôi biết nó luôn nó chống cộng cái tên của nó là Tân Tiến mà nó chống ghê lắm kìa nó chửi Bắc Hồ cùng ghê gớm lắm kìa nổi da người luôn chứ không giỡn luôn mà sau này nó chỉ đi về tôi ngồi kế bên nó luôn. Cứ hỏi anh á, người sao rồi, đi về bệnh thấy sao? Không tắt bó rồi. Bây giờ chắc tìm đủ cuộc cách đem về đang mệt sinh xong. Tôi ngồi nó cười mà nó không nhận ra tôi. Có nhiều thằng nó chống cộng bởi vì tại tôi đi về thường chứ anh chị các bạn tôi ngồi đó. Có nhiều ông á, cũng còn cực đoan lắm. Bắt đầu tới Hồng Kông hay Đài Loan bắt đầu làm cái giọng ghét lắm. Thôi chuẩn bị tiền để về cho nó ăn đồ này kia. Cứ lại nói lỗi chúng
không cần đâu chú ơi. Thời buổi bây giờ tại vì chú cho người ta là cái tấm lòng của chú, chú người ta cũng không ai xích chú đâu. Nhiều khi chú chơi chỗ mà người ta bóc giá, người ta làm gì cho chú thì cho người ta cái lòng giống như cái tiền ở bên Mỹ gọi là cái tiền tiếp thôi. Chỉ ra phía trường cũng có, bên Mỹ nó cũng có mấy cái thằng này kia lại nó giúp phụ đẩy xe này kia, mình cho người ta tiền tiếp mấy người Việt của mình cũng móc ra cho 10 đồng 20 đồng thôi. Còn về Việt Nam không ai cho, tại vì thấy người ta mới vừa hỏi mình, tôi đứng cười mẹ, sao anh về Việt Nam đi thăm thân nhân hả? Tại người ta đang làm gì giấy tờ bên Việt Nam thì cũng đúng là hơi chậm chút, người ta chỉ hỏi thăm cái câu quán to quá lái mặt rồi lại có tình. Ông nào muốn tỏ vẻ đúng, nhưng mà cuối cùng mình giấu mặt giấu mặt để mà về Việt Nam mà. Đây còn cái kia hàng Aqui dịch này hơi đâu mà chị các bạn chào chị các bạn trong diễn đàn nhiều người. Bởi vì hiện nay tôi cố gắng giữ cái lập trường của tôi sao cho nó thực sự là vững vàng, tại vì một số anh em chị các bạn kiều bào ở hải ngoại đang giống như đặt cái niềm tin và hy vọng của tôi. Tôi hứa tôi sẽ không bao giờ làm sai với lương tâm của tôi và tôi không bao giờ phản bội cái quê hương của tôi. Và cảm thấy buồn trong nhất là như này được, bây giờ mình khuyên là mình cũng đừng bao giờ lựa lời Vinh, tức là phản lại cái lòng tin của những người đã yêu quý lời Vinh. Dạ không có đó là lời Vinh là con người phải nói mà phải nói là Mỹ giải cho lời xong nó gọi là dignity, integrity and honesty, đó là ba cái câu chẳng ngon mà lời Vinh thành công trong cái thương trường ngày hôm nay. Lời Vinh không bao giờ có một cái Lợi Minh thằng biết quê hương tổ là Việt Nam. Ngày mà Lợi Minh mà nhập tịch Mỹ, quốc tịch Mỹ, thằng Mỹ nó làm Lợi Minh giật mình. Nó làm cái tiệc trong hãng, nó chúc mừng mà nó nhắc nhở mình phải nói là cảm ơn nó. Nó đã nhắc nhở cái quốc tịch gì là cái tờ giấy để hợp quá một sống của người ta. Người ta mình đi làm để đặng mình đóng thế rồi sao này hưởng cái quốc tịch nó mình được hưởng cái quyền lợi. Rồi nhưng mà cái nước Mỹ quê hương tổ quốc của mình chúc tết mình thiệt nhiều người chiến bắt mình họ cũng đau lòng buồn khổ số anh chị em mình có cái hạ cái anh này cũng còn trẻ cũng bất cỡ gì các anh cũng tiện mấy ngày mà lộn xộn anh nói sao mà tôi thấy tôi sợ quá vậy. Anh đừng có sợ tại vì mà nó là như vậy thôi, nhưng mà hãy tin tưởng vào đất nước Việt Nam. Anh này anh cũng thấy thương lắm, anh cũng về Việt Nam, anh nói tôi mới về Việt Nam đổi mới tốt quá anh nói ừ thì gần đây cũng thấy lúc sợ anh đặt tôi nói không anh đừng có lo, tại vì là chính cái lúc anh đừng có lo cái chiến đấu ở trên này mình thắng được 2 năm mà tôi biết nó vẫn như thôi. Nhưng mà quê hương đất nước Việt Nam với sự lãnh đạo của đảng hiện nay ai với niềm tin chiến lược ok chúng ta hãy giữ vững mà nát thì cố nội bộ thế này kia nó bình thường ok tôi thấy ok tôi chắc không bao giờ để bao giờ cũng có một lần bấp và mỗi lần bấp thì người ta có những kinh nghiệm hơn và sẽ cẩn thận hơn. Đúng rồi bằng cái gì tôi thấy như là có nhiều người nhìn về tôi nói thôi tôi cảm động lắm. Mới bị nhiều bị rớt mạng anh bằng không do được rồi tốt rồi bên bên cái mạng của Lợi Minh thì hơi yếu